Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Y tế Kiên Giang, từ 19 giờ ngày 26 tháng 12 đến 19 giờ ngày 27 tháng 12 năm 2021, tỉnh Kiên Giang ghi nhận 185 ca mắc COVID-19, giảm 65 ca so với ngày hôm trước, nâng tổng số ca mắc tính từ ngày 21 tháng 6 năm 2021 đến 19 giờ ngày 27 tháng 12 năm 2021 lên 29.499 ca. 185 ca mắc mới là các trường hợp trong tỉnh, trong đó có 60 ca cộng đồng, 13 ca trong khu phong tỏa, 112 ca trong khu cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Số ca mắc mới trong ngày ở các địa phương trong tỉnh gồm thành phố Phú Quốc 48 ca, Dòng Riền 30 ca, Kiên Hải 19 ca, Kiên Lương 12 ca, Giang Thành 12 ca, thành phố Rạch Giá 11 ca, Châu Thành 8 ca, An Minh 7 ca, huyện Hòn Đất 6 ca, U Minh Thượng 6 ca, Vĩnh Thuận 6 ca, thành phố Hà Tiên 6 ca, Tân Hiệp 5 ca, An Biên 5 ca, huyện Gò Quao 4 ca.